Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là cái khu chung cư cao cấp Goldmark City thuộc Hồ Tùng Mậu các bạn nhé. Khu chung cư khá là đẹp. Hôm nay thì tôi xin được đưa quý vị và các bạn tới một quán ốc rất là ngon luôn. Quán ốc Tuyết Thu. Đấy, ốc ngon, hải sản, mang hương vị Hải Phòng. Thực sự là mình đã ăn ốc ở rất nhiều nơi ở Hà Nội, nhưng mà đây có thể là một trong những nơi mình cảm giác ngon nhất. Và hôm nay là mình sẽ review cho các bạn. Để các bạn mà có dịp tới khu Cầu Diễn, khu Hồ Tùng Mậu ấy, thì là qua đây để thưởng thức quý vị các bạn nha. Đây là ốc hương xào dừa đúng không? Ừ. Ốc hương xào dừa này. Đây là ốc ốc gì nhỉ? Ốc mỡ xào bơ tỏi đúng không? Để ăn mấy ốc mỡ xào bơ tỏi chấm với bánh mì này. Chấm với bánh mì cái nào cũng được mà. Rất ngon. Đấy, chấm bánh mì. Bác hương thử chấm bánh mì. Ăn nóng hết ra. Ăn ở đây thì chắc là sau không ăn được. Ngon thật. Ốc ngon nhất Hà Nội ạ. Trong quán mình ăn thì ăn ấy. Vậy mới đông khách này không? Đúng là như kiểu mở mang thầm mắt. Vậy đông khách này. Trò mái đến lượt luôn. Nhưng mà công nhận là chấm với bánh mì là hợp nhỉ? Bánh hợp. Đây, chấm với lại bơ tỏi. Còn mỗi hai cái cuối cùng đấy. Hết bánh mì rồi bạn. Quán này hôm nào cũng đông chật ních luôn. Đây. Đó, cơm rang đến rồi. Ừ, nóng lắm. Vâng rồi. Đấy, chân đấy. Món này nguội đấy. Đây là quán quán ốc ngon Tuyết Thu. Hải Phòng nhưng mà ở trên Hà Nội. Mấy cái mà. Các bạn, ăn rất ngon luôn. À, một cái con nấm nữa. Cái con nấm của cái. Này cho anh một cái con nấm cái. Để cho Linh ăn cái miếng xào nhá. Đấy, kia là gì nhỉ? Cà na xào me. Bây giờ nó hết rồi nha. Đây, bỏ lên cho. Tuyệt vời. Ôi, như kiểu thịt dầu nhỉ, nước này. Cái nước này nước gì nhỉ? Cà na xào me. Không, cà na. À, cái màu này là của me. Của me. Bánh mì ở nó thèm bánh mì cái chứ lệ. Không có. Đấy các bạn mà ai mà có dịp lúc ăn cái bánh mì quẹt quẹt này. Đến khu Hồ Tùng Mậu ấy. Ở đây là Hồ Tùng Mậu, khu chung cư Goldmark. Đấy, để qua quán ốc Tuyết Thu Hải Phòng ăn rất tuyệt vời. Đánh giá là ngon bậc nhất ở Hà Nội. Đấy. Các bạn thấy rất đông khách luôn ạ.
đông khách luôn. Đấy. Đấy, quán đã ngon Hải Phòng. Cái nấm ăn cơm mà. Quán này nữa. Cái này nấm ăn không biết tí. Đó nó. Ok. Chắc ở chỗ nào mà mình không biết. Vừa hỏi. À, cái món này nó mình không ăn nhỉ, mình giờ mới ăn đúng không? Đó. À, qua rồi. À. Không, món nó mắm thả me cơ mà, cá na thả me mà. Không ăn. Ừ. Thì hương hay ăn. Món này thế nào, món này vị thế nào? Xào với me nó. À, vị nó đậm chứ không nó riêng phải đậm nhỉ, không ngọt đúng không? Kiểu ngọt cái kiểu kia. Ờ, à, chua chua ngọt. Chị hương. Đấy. Đấy. Thực ra hôm nay là đám đông ạ. Đây là khu chung cư Goldmark các bạn. Khu chung cư Goldmark tại Hồ Tùng Mậu. Cầu Diễn Hà Nội. Phường Cầu Diễn Hà Nội. Mình thích nhất là ăn bánh mì chấm với cái nước nước ốc này. Trời ơi. Còn mỗi hai cái bánh mì duy nhất cho các nàng. Hai cái bánh mì cuối cùng luôn. Ôi giời, thủ luôn à, thủ luôn này con. Ăn thử cái món miến này nhá. Miến xào đã chủ yếu là hải sản xào chứa tôm nhỉ? Chứa tôm. Tôm mực. Thôi hai bạn chưa đi đâu rồi? Ăn no cũng sai trong đi ra kia ngồi rồi. Sợ mất cái bánh mì để quay lại. Bánh mì đâu? Rồi. Đây, để ăn này con ơi. Đây, là từ đường nóng này, ăn ngô này. Đấy. Trả nó đồ 16 đi. Đấy, mẹ là con. Đấy, cái này cái xào dừa này ăn rất là ngon. Đấy. Rất ngon này các bạn. Tuyệt vời. Rất ngon luôn. Dừa xào tỏi. Ốc. Ốc xào dừa tỏi. Có đây có cả xả đấy nhỉ, có cả xả đấy nhỉ. Đây là miến xào hải sản. Ngon nhỉ, ăn chấm nhỉ. Ừ. Mấy cái món này món nào ăn nhất, ngon nhất? Nè. Món nào mới thấy ngon? Ốc xào dừa tỏi. Cái món này ngon ngon này, món này ngọt ăn dễ này, thích chấm bánh mì này ngon này. Rồi nước ngon rồi. Ăn chút cơm rang ngon. Cơm rang cũng mềm vậy, ngon. Mà xào cái này có vẻ không ngon á. Các bạn mà còn tiếp đến Hồ Tùng Mậu. Cũng hủ mà cổ diễn Hà Nội thì nhớ đến ghé quán đông này ăn rất ngon. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Mình dừng video đây để mình tập trung chuyên môn nha. Tập trung chuyên môn nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cái này à? À, hơi chua chua đúng không? Nhưng mà này, chưa kỹ này. Lấy rất khó. Chắc này làm hơi vội, hôm nay làm đông quá làm hơi vội. Ừ, khả năng. Cái ốc này nó khó lấy thế. Không nói em ăn nó không thế. Ốc này ốc gì? Cà na. Cà na. Nó như vỏ quýt này. Không ngon rồi, em thích nhất hai món này mới là kết này. Mình ăn mấy lần rồi mà đều được vẫn chưa chán. Món này ngon nhất. Nên em mới bảo ăn cái món tôm chứ. Nhưng mình cũng phải ăn hết rồi món để mình biết được. Mình biết được món nào ngon, món nào không ngon. Sao mình chọn.
xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.